Năm 2019 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Việt Nam trong việc tiến tới hoàn thành các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2016-2020 và chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020. Dưới sự chỉ đạo thống nhất, sát sao, hiệu quả trong công tác điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ với phương châm kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả, Bộ Công Thương đã cụ thể hóa thành các kế hoạch hành động cụ thể và tập trung triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Qua đó, đến nay đã đạt được các kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của ngành. Tất cả các chỉ tiêu kế hoạch đều được thực hiện, đạt và vượt mức Quốc hội và Chính phủ giao. Trong đó, một số sự kiện nổi bật tạo nên dấu ấn ngành công thương trong năm 2019 của ngành như sau. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vượt mốc 500 tỷ đô la Mỹ. Đây là kết quả phản ánh sự nỗ lực của Chính phủ và các bộ ngành địa phương, trong đó có Bộ Công Thương trong việc giữ ổn định kinh tế vĩ mô, không ngừng cải thiện môi trường kinh doanh, tạo động lực cho doanh nghiệp yên tâm phát triển sản xuất và xuất khẩu. Đặc biệt cho thấy sự năng động, sáng tạo của các doanh nghiệp đã tận dụng tốt hơn cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do để đẩy mạnh xuất khẩu. Việt Nam thực hiện mở cửa hội nhập một cách mạnh mẽ hơn. Với Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương chính thức có hiệu lực và Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu chính thức được ký kết. Việc chính thức ký kết Hiệp định Thương mại Tự do và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu giúp Việt Nam thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với đổi mới và hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng, đồng thời tạo cơ hội cho Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh hơn trong giai đoạn tới. Công tác quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận thương mại, xuất xứ được củng cố, góp phần quan trọng ổn định thị trường. Bộ Công Thương đã tích cực phối hợp với các bộ ngành liên quan triển khai quyết liệt công tác chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, xuất xứ, ngăn chặn hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của các ngành sản xuất và người tiêu dùng trong nước. Bộ Công Thương là bộ đầu tiên thực hiện kết nối với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Việc kết nối thành công với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia ngay trong năm 2019 thể hiện cam kết của Bộ Công Thương luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác hiện đại hóa, cải cách hành chính, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính tại Bộ Công Thương. Tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam ngành công thương. Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam từ phong trào góp phần tạo chuyển biến về nhận thức trong toàn xã hội đã dần trở thành động lực thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng hàng Việt một cách mạnh mẽ, đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường bán lẻ hấp dẫn nhất toàn cầu, đứng vị trí thứ 6 trong nhóm 30 quốc gia có tiềm năng và mức độ hấp dẫn đầu tư trong lĩnh vực bán lẻ toàn cầu. Sự tăng trưởng bứt phá của thương mại điện tử đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường tiềm năng nhất của khu vực ASEAN. Dự báo quy mô thị trường có khả năng lên tới 13 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020. Việc tiếp cận được 300 triệu khách hàng trên Amazon là một cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam, tạo ra bước ngoặt mới cho các doanh nghiệp Việt tìm kiếm thị trường, khách hàng mới trên toàn thế giới. Chỉ số tiếp cận điện năng tiếp tục được cải thiện. Chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam tăng năm thứ 6 liên tiếp với số điểm là 88,2 điểm, tiếp tục đứng thứ 4 trong nhóm ASEAN 4 và nhóm 4 nước tốt nhất của các nước tham gia hiệp định CPTPP, đồng thời duy trì vị trí xếp hạng 27 trên tổng số 190 quốc gia và nền kinh tế, duy trì vị trí thứ 2 trong khu vực ASEAN về số thủ tục và thời gian thực hiện của ngành điện. Việt Nam thành công trong việc sản xuất máy biến áp nguồn dự phòng 500 kV. Thành tựu khoa học công nghệ này giúp Việt Nam làm chủ được công tác chế tạo, bảo dưỡng một trong những thiết bị chính của nhà máy thủy điện lớn nhất cả nước. Qua đó đảm bảo khả năng vận hành liên tục và an toàn cho hai nhà máy thủy điện Sơn La và Lai Châu nói riêng và góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia nói chung. Quá trình tái cơ cấu lực lượng quản lý thị trường đã đạt được những kết quả tích cực.
được tổ chức lại theo mô hình ngành dọc từ trung ương đến địa phương theo quyết định số 34/2018/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Trước yêu cầu cấp bách của nền kinh tế, xác định được vai trò, trách nhiệm chính trị nặng nề của mình, lực lượng quản lý thị trường đã hết sức tập trung, khẩn trương kiện toàn, tinh gọn bộ máy, tổ chức nhân sự. Việt Nam đạt được bước phát triển đột phá về năng lượng mặt trời với công suất đưa vào vận hành lên tới gần 5.000 MW. Cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời của chính phủ đã tạo động lực mạnh mẽ, thu hút các nhà đầu tư tham gia sản xuất điện mặt trời, góp phần giảm nguy cơ thiếu điện, giảm công suất điện chạy dầu giá cao, hướng phát triển ngành năng lượng Việt Nam theo hướng bền vững, giảm phát thải khí nhà kính.